Chào mừng các bạn đến với Nagi Movie, kênh recap và review phim có tâm cùng series American Horror Story, chuyện kinh dị Mỹ mùa thứ 12, Mong Manh. Video này, mình sẽ tóm tắt toàn bộ tập phim thứ 2 của chuyện kinh dị Mỹ mùa thứ 12. Tất nhiên, bọn mình sẽ spoil toàn bộ nội dung. Nếu các bạn đã xem phim hoặc không quan tâm tới việc spoil, hãy nhấn nút subscribe, bấm nút chuông bên cạnh, bật thông báo để không bỏ lỡ các video của chúng mình trong tương lai. Yêu Nagi Movie, hãy donate cho bọn mình vài cốc trà sữa để chúng mình tóm tắt phim cho ngọt giọng nhé. Bạn cũng có thể mua ví đựng hộ chiếu khắc tên của chúng mình tại fanpage Ví Bao Da Hộ Chiếu Hà Nội, vỏ bọc phát bót da cao cấp. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu khám phá chuyện kinh dị Mỹ mùa thứ 12 ngay thôi nào. Tập 2, bài hát ru. Sau khi Anna phát hiện có người đột nhập vào nhà ở cuối tập 1, cảnh sát đã tới. Tuy nhiên, qua camera an ninh, họ khẳng định Das là người duy nhất ra vào tòa nhà trong khoảng thời gian đó để mua đồ ăn cho chó. Họ cũng đã kiểm tra, đảm bảo rằng không có chuyện cô gái bí ẩn kia vẫn còn trốn trong tòa nhà. Vị cảnh sát thắc mắc tại sao chó nhà cô không sủa, còn cô thì dính son khắp người. Ông ta ám chỉ, phải chăng việc dùng quá nhiều thuốc đã khiến Anna bị ảo giác. Hôm sau, trên đường tới văn phòng, Anna nhìn thấy Ivy ở bên đường, nhưng chỉ chớp mắt, hình bóng của Ivy đã biến mất. Tại văn phòng của Silva, mọi người vui mừng chúc mừng vì Anna đã được đề cử cho giải thưởng Gotham. Đường tới Oscar của cô đang rất rộng mở. Tuy nhiên, Anna vẫn còn rất bận tâm về việc bị theo dõi và tỏ ý muốn ngừng sử dụng Instagram. Điều này khiến Silva phải gọi cô vào phòng để nhắc nhở. Toàn bộ ekip đang cố gắng hết sức để o bế, lăng xê, vận động hành lang giúp cô có thể chạm tay vào giải thưởng Oscar. Anna không thể dửng dưng như đó là việc của người khác vậy. Cô cần phải hợp tác để xây dựng hình ảnh của bản thân nếu muốn giành giải thưởng. Để sốc tinh thần cho cô, Silva yêu cầu Anna sử dụng một loại thuốc bổ đóng chai có màu đỏ như máu. Silva cam đoan thứ thuốc bổ B12 này không ảnh hưởng gì tới cái thai. Tuy nhiên, sau khi uống chẳng mấy chốc, Anna đã nôn ra hết. Cô gọi điện cho phòng khám thì nhân viên ở đây, Cora, nhanh chóng nhận ra giọng của Anna và hỏi thăm cô về kẻ theo dõi. Anna bối rối tại sao Cora biết, nhưng Cora nhắc nhở chính Anna đã kể vào cuộc điện thoại vào một ngày trước đó. Cora còn khẳng định bà Prinzer là một kẻ lập dị khi cho rằng thủ tinh ống nghiệm là sát nhân. Tuy nhiên, bà ta hoàn toàn vô hại. Về phần bác sĩ Hugh, ông ta cho rằng việc Anna bị nôn và mệt mỏi là hoàn toàn bình thường. Cô cần đợi đủ 14 ngày để tiến hành thử thai. Trở về nhà, trong khi nấu ăn và lướt Instagram, Anna bắt gặp tài khoản có tên Tiếng Nói Prinzer. Trên đó, toàn những chia sẻ về thuyết âm mưu, phù thủy, siêu nhiên và cả Anna. Điều đó khiến cô vô cùng bối rối. Bất ngờ, Das ôm cô từ phía sau, khiến cô hoảng hốt, vùng dao, chọc vào mặt anh. Cô vô cùng bối rối vì chỉ chớp mắt đã tới hẹn có thể thử thai. Niềm vui của hai vợ chồng vì cuối cùng cô đã có thai bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại của Sonia gọi tới cho Das. Anh vội vã ra ngoài nghe máy. Sau đó, bác sĩ Hugh khám cho Anna và khuyên cô muốn mẹ tròn con vuông thì phải ăn uống đầy đủ và đặc biệt tránh mọi căng thẳng. Silva rất vui mừng khi biết tin về cái thai của Anna. Đó là dấu hiệu tốt cho hy vọng tranh giải Oscar của cô. Silva còn đặc biệt mang tới cho Anna chiếc váy mà Madonna đã mặc tại lễ trao giải Oscar vào năm 1991. Anna vội mặc chiếc váy để xin vía. Hai người cùng vào phòng ngủ của Anna để soi gương. Trên gương vẫn còn dòng son môi mà Anna chưa xóa đi. Trong khi hai người đang hí hửng nhìn ngắm thành quả thì chiếc gương bất ngờ vỡ tan. What the fuck? Tại lễ trao giải Gotham, Anna có giây phút sượng chân khi bị Eno, một nữ diễn viên trẻ đang tranh giải với cô, cướp sạch spotlight trên thảm đỏ. Tâm trạng của Anna không tốt, cô quyết định đi vào phòng vệ sinh để kiểm tra vết mụn trên mặt của mình. Từ vết mụn nhỏ, cô bóc được cả một lớp da. Tại đây, cô cũng tình cờ bắt gặp một người hâm mộ cuồng nhiệt thái quá. Cô ta rất hí hửng vì có đôi giày giống hệt với Anna. Bất ngờ, Anna bị nôn thốc nôn tháo. Thấy vậy, cô ta tiến tới, ôm bụng và xoa lưng cho Anna. Nhưng Anna tiếp tục phản ứng thái quá. Cô đẩy ngã người phụ nữ khiến cô ta bị thương rất nặng, máu chảy đầy mặt sàn. Vừa hay, ở bên ngoài, người ta thông báo đã tới phần trao giải hạng mục nữ diễn viên. Anna miễn cưỡng hít thật sâu bước ra. Điều tuyệt vời đã đến khi cô chính là chủ nhân của giải thưởng
nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, khi chuẩn bị phát biểu cảm ơn, cô kinh hoàng nhìn thấy người phụ nữ trong nhà vệ sinh, đầu bê bết máu, đang ngồi bên dưới cổ vũ. Tiếp đó, cô cũng thấy bà Brinser với cái miệng đầy máu, còn chồng cô thì đang thân mật với cả Sonia và người vợ đã chết, Adeline. Sau giây phút bối rối, Edna đứng tại bục trao giải mà nôn ra một thứ dịch đen xì rồi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, cô được người ta cho biết chẳng có ai bị thương trong nhà vệ sinh cả. Tiếp đó, mặc dù Edna phản đối, nhưng cô vẫn được các bác sĩ tiêm cho thuốc an thần. Tỉnh dậy ở lần tiếp theo, Edna thấy mình đang ở nhà. Bên cạnh, Silva đang hát ru cho cô. Rất nhanh, Edna đã với điện thoại để kiểm tra. Rất nhiều tin tức không hay về cô đang ngập tràn trên mạng. E rằng, đường tới Oscar của cô đã không còn. Silva trấn an, cô cứ bình tĩnh, những tin tức này sẽ sớm chìm xuống thôi. Để tránh giới truyền thông, cô cùng chồng tới biệt thự nghỉ dưỡng của Tania một thời gian. Trên đường đi, Das cho biết mẹ của anh cũng có một biệt thự gần đó, khiến Edna rất ngạc nhiên vì cô còn tưởng nhà mẹ chồng ở xa lắm. Có vẻ tình cảm mẹ chồng con dâu của gia đình này không quá yên ấm. Tại biệt thự nghỉ dưỡng, Talia giới thiệu với họ Kamor, một nhân viên an ninh to cao đồ con sẽ đảm bảo an toàn khi hai vợ chồng ở đây. Tối đó, trong khi đi tìm giao dĩa, Edna tìm thấy một tấm ảnh chụp Das, Adeline, Tania cùng Theo trong ngăn kéo. Điều đó khiến cô nghi ngờ về động cơ giúp đỡ của Tania. Giữa đêm, cô tỉnh dậy vì nghe thấy âm thanh ở tầng hầm. Đi kiểm tra, cô bắt gặp Kamor. Anh ta đề nghị dẫn cô xuống bên dưới để xem xét, nhưng ở đây không có gì khác thường. Một hôm, Edna đang tham gia buổi tập yoga ở nhà thì bắt đầu cảm thấy đau bụng. Khi Kamor đưa cô đi bệnh viện, máu đã bắt đầu chảy ra quần cô. Tại bệnh viện, cô được một y tá tên Ivy hỗ trợ siêu âm. Đây chính là cô gái Edna thường nhìn thấy trên đường. Nhưng với trang phục khác biệt, Edna chỉ ngờ ngợ chứ không hề nhận ra. Hành động của Ivy có phần mờ ám. Cô ta siêu âm khiến Edna rất khó chịu. Cuối cùng, Ivy rút thiết bị siêu âm đầy máu ra khỏi người Edna và thông báo sẽ đi gọi bác sĩ. Vô cùng khó chịu, Edna đi vào nhà vệ sinh mà vẫn không ngừng chảy máu. Có vẻ cô đã bị sẩy thai. Vô cùng đau đớn, cô ngồi một góc mà khóc. Khi tỉnh dậy, chồng cô đã tới. Anh rất tiếc vì không có mặt kịp thời. Do anh tắt điện thoại và ngủ quên, bác sĩ thông báo cho hai vợ chồng cô biết cái thai đã bị sẩy, có vẻ đó là một bé trai. Họ cần siêu âm thêm để kiểm tra có gì còn sót hay không. Edna khẳng định đã được Ivy siêu âm, nhưng các bác sĩ đều ngơ ngác vì ở bệnh viện này không hề có cô y tá nào tên Ivy như Edna miêu tả. Như vậy, sau 12 tuần mang thai, Edna đã bị sẩy. Nguyên nhân của việc sẩy thai vẫn là một điều bí ẩn, có rất nhiều uẩn khúc trong quá trình cô mang thai. Và bất cứ ai cũng có thể là kẻ đã hãm hại cô. Một, người đại diện truyền thông Silva. Silva bắt đầu trở thành đối tượng đáng ngờ khi cho Edna uống thứ thuốc màu đỏ bí ẩn, kết bạn với Edna từ hội những người tìm cách sinh con bằng thụ tinh nhân tạo. Rất có thể ngay từ đầu, Silva đã có mục đích riêng. Chính Silva đã gợi ý Edna vào phòng ngủ để soi gương, dẫn đến cảnh chiếc gương vỡ tan trước mặt hai người. Đó có phải do cô ta sắp đặt hay chăng? Hai, người chồng Das. Das, Tania và Sonia tiếp tục có những hành động mờ ám. Das không quá vui mừng khi biết Edna có con và cũng chẳng quá đau khổ khi cô bị sẩy thai. Đặc biệt, anh ta biến mất vào đúng thời điểm Edna sẩy thai cũng là một điểm rất đáng nghi. 3. Ivy là ai? Sau những màn xuất hiện chớp nhoáng trong bộ đồ sang chảnh trên đường phố, Ivy bất ngờ tiếp cận Edna với vai trò y tá. Ngay sau đó, bác sĩ ở bệnh viện cho biết không hề có y tá nào tên Ivy cả. Vậy cô ta có thật hay không? Có phải cô ta là người đã phá hoại cái thai của Edna hay chỉ là sản phẩm tưởng tượng do Edna tạo ra? 4. Ký ức mơ hồ của Edna. Với vai trò nhân vật chính, câu chuyện của Edna liên tục có những khoảng trống thời gian rất khó hiểu, như khi cô đang nấu ăn, chỉ chớp mắt thời gian đã qua 11 ngày. Đến cả Edna cũng bất ngờ về việc này, chứng tỏ cô có vấn đề về đầu óc. Thời gian cô cảm nhận có thật hay không, những gì cô trải qua, cái gì là thật, cái gì là do cô tưởng tượng ra, cũng vì những sự mơ hồ đó mà việc người phụ nữ chết trong nhà vệ sinh đột ngột biến mất trở thành một câu hỏi hóc búa. Có phải Edna đã giết bà ta hay đó chỉ là ảo giác? Có khi nào những người đứng sau Edna đã thu xếp để dọn dẹp cái xác ấy giúp cô thoát tội? Ngay cả Ivy cũng rất có thể chẳng hề tồn tại. Việc Ivy siêu âm mạnh bạo có thể chỉ do Edna tưởng tượng ra để hợp lý hóa việc sẩy thai của mình mà thôi. Các bạn nghĩ sao về tập phim này?
bạn có giả thuyết gì về diễn biến tiếp theo của câu chuyện không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn cho bọn mình biết nhé! Vừa rồi là tóm tắt toàn bộ tập thứ 2 của series American Horror Story, chuyện kinh dị Mỹ mùa thứ 12. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ nhấn nút subscribe kênh Nagi Movie để không bỏ lỡ các video của chúng mình trong tương lai. Yêu Nagi Movie, hãy donate cho bọn mình vài cốc trà sữa để chúng mình tóm tắt phim cho ngọt giọng nhé! Bạn cũng có thể mua ví đựng hộ chiếu khắc tên của chúng mình tại fanpage Ví Bao Da Hộ Chiếu Hà Nội, vỏ bọc passport da cao cấp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.